Cây trái làm tôi chợt nhớ về một bữa đêm đã coi mấy chục năm rồi. Một chiều xa thành phố, câu chuyện kể về chuyến đi xa thành phố của một người phụ nữ về quê thăm đồng đội cũ thời thanh niên xung phong, chứng kiến cảnh nghèo nhơ nhác của gia đình bạn, chị đã khóc và hứa sẽ giúp bạn. Nhưng cuộc sống thị thành quá bận rộn, những phi vụ làm ăn, những cuộc hẹn hò như quan xá chiếm hết phần lịch trình của chị và đã nhanh chóng làm chị lãng quên lời hứa với bạn. Ai đó nói rằng sự lãng quên như cỏ dại mọc rất nhanh, còn lòng biết ơn như hoa trái cần được chăm sóc tưới tắm mới cho hoa tươi trái ngọt. Còn nhớ nhà văn Vĩnh Quyền đã viết về Huế đại ý rằng ở miền đất nắng gắt mưa dầm này, người có tuổi mới cảm nhận được bước chuyển mùa tinh tế giữa hai mùa mưa nắng trường kỳ. Thanh trà đã chín nặng cũng đã nở vai, cây đã ủ mật trong trái ngọt chờ người đến hái, nhưng không biết đã xanh thưa hay vẫn còn hối hả. Có lẽ tôi chưa đủ tinh tế để đọc được bước đi của mùa. Buổi sáng với cô con sớm thấy cây lạc rừng trước sân và từng chùm hồng một sắc hoa, ngẩng mặt nhìn trời thấy mây trắng chất chồng đón lá sáng. Chẳng mấy khi trời mới đẹp và hiền như thế, mà cây lộc đồng nuôi cũng thật đặc biệt. Tết chủ hoa, đầu hè chủ hoa và chiều lại chủ hoa chơi với mùa thu. Mùa thu xứ Huế thường đến sau một trận mưa dữ dằn, đủ để xóa đi mọi dấu vết của một mùa hè nắng mưa, một ngày khắc nghiệt hơn ở vùng đất này. Sau đợt mưa đầu mùa, các loại trái cây từ bưởi, thanh trà, cam, quýt, thanh long, hồng từ các nhà vườn Kim Long, Dương Sơn, Nguyệt Điều, Thủy Bằng được các con các gì con gánh việc khắp các chợ lớn nhỏ của Huế. Nhìn những nhà trái cây nhà vườn xứ Huế còn đọng nước mưa thấy gần gũi bình yên. Phố xá nhà cửa xe cộ và tiếng ồn cho dù có tăng bao nhiêu thì Huế vẫn giữ trong lòng mình những khu vườn yên tĩnh. Mùa nào thức mấy hoa trái tay năm đủ cho mỗi ai muốn nung níu tâm hồn quay về sau ồn ào phố thị. Một người bạn sinh viên tá túc cùng phòng ký túc xá của sinh viên đại học tổng hợp Huế vừa từ Quảng Nam ra Huế chơi nhận xét: Huế vẫn như xưa, chỉ có bọn mình thay đổi thôi. Hôm qua xuống xe, mình không gọi cho ai cả mà đón xe thồ lên An Cựu. Rồi ghé cái quán rượu thuốc đối diện với chợ làm mấy cốc cùng với tay xe thồ, vui lắm. Rồi nhờ tay xe thồ chở đi lanh quanh thăm Huế. Mình cũng ghé chợ An Cựu thăm mẹ bán rau hồi sinh viên, vẫn tưởng hay mua mà nghe mẹ mất rồi. Ừ, thì đã nghe tóc bạc qua cái tay rồi, làm răng sự vật con ta không thay đổi được. Như bạn hồi xưa chơi đi tay ngọt lắm, trừ tay chân cứng đờ ôm cơ bàn mà cảm thấy ngượng nghịu. Bạn nói vẻ buồn buồn: mình là dân văn phòng quanh năm tiếp khách,
dứa mà chẳng khi mua dành để ưng đàn mà hát. Liệu vô toàn nói chuyện chi chi, trừ ưng lại đàn thấy lạ quá. Học văn thỉnh thoảng có lòng thơ và thường xuyên mơ những cô gái đẹp, nhưng ra trường bạn có nét văn chương, đi làm ở một lĩnh vực liên quan đến kinh doanh với những con số, những phép tính. Bạn nói Tam Kỳ ra Huế có xa xôi chi, mà hơn nửa năm mới gặp lại mày, chẳng qua là do lười cả. Rồi bạn nhìn hiểu xem Hội Thành Hào nói rằng, rồi bạn nhìn hiểu xem Hội Thành Hào nói rằng Huế bữa nay không có xe nè. Tôi giải thích là do như mức lời ở Huế bị ô nhiễm, xem không phát triển được. Nói dưới chứ xem cũng cần làm sạch mới sống được, mới nở hoa. Như lời giải thích của tôi, bạn tỏ vẻ khoái chứ. Mày nói hay quá, dân văn tụi mình phải sống răng như bình sạch dứa để sen nở hoa. Rồi lại khà khà cười, tụi mình là bùn sạch phải không? Nghe bạn nói, tôi thầm nghĩ mình là người may mắn khi được sống trong lòng một phố Huế khá yên bình. Dẫu cuộc sống còn chật chội thì vẫn có những không gian để mình lãng mạn, như những buổi sáng trời bắt đầu tết thu, thấy mây trắng bồng bềnh dưới nắng và những giọt mưa thu còn lóng lánh xoáy mặt trời trên hai hàng cây xanh mướt bên đường, chợt thấy lòng an nhiên.